có mấy cái chậu hoa màu hồng này dễ thương ghê này, quên tên nó, quên gì tên gì, hoa hoa huệ hay gì quên mất rồi ta. Ổng lúc trước mình cắt ngang nó, cắt ngang lá nó rồi tưới nước lên này, nó bắt đầu nó phun bông lên nhìn dễ thương quá chừng luôn nè, lá non nó cũng lúng phúng lên cái màu màu hồng tươi ha, nhìn đẹp quá. Được 4 chậu, cái nào nó cũng phúng nụ hoa lên nè, dễ thương quá chừng, dễ thương luôn, màu nó tươi, màu nó tươi sao mà dễ thương quá. Mấy này mấy cây sao nhái hôm trước mình bứng ra đây mình trồng nè, trong kia chật chỗ quá chừng luôn. Để mình quay cái dàn dạng thọ cho bạn xem, nay nó bắt đầu nó phun nụ rồi bạn. Cái này là cây móng tay, hoa móng tay đây, cái dàn dạng thọ bên đây nay nó bắt đầu nó có nụ hoa nhỏ nhỏ đây nè đó. Cái nhánh nào nó cũng có đơm nụ hết rồi, nhìn dễ thương quá. Mấy cái cây sống đời nó cũng phun bông nữa mẹ, màu đỏ sao mà rực rỡ hết trơn, quá chừng là đỏ luôn. Cả hai hàng vạn thọ này là cây nào mình thấy nó cũng bắt đầu nó có chớm nụ nhỏ nhỏ hết đây nè. Mà hổm ngắt ngắt đọt là mình lấy 5 cặp lá bạn, 5 cặp lá thì nó phun lên 5 cái tược, 10 cái tược chứ, 5 cặp phun lên 10 tược. Dạng thọ nó có cái nạn sâu dễ bùa vậy mà, quá chừng là sâu dễ bùa luôn đó, lá nào nó cũng quằn quện vậy nè, làm mất sức cây mà nó xấu nữa. Ở trong đây có con sâu nhỏ nhỏ trống. Mấy cây hướng dương này cái bông nó bắt đầu nó to to lên nè bạn đó, cái mầm hoa nó bự bự hơn rồi nè, quá chừng là cái lá nó xanh đẹp.